Chữ thứ sáu là chữ dục. Dục có nghĩa là dạy dỗ các con ạ. Cha mẹ cũng là người thầy đầu tiên trong đời của chúng ta. Cha mẹ dạy các con tập lẫy, tập bò, rồi tập nói, vào dạy các con cách ứng xử trong nhà, ra ngoài đời xã hội. Cho nên đúng là cha mẹ là người thầy cô giáo đầu tiên của chúng ta trong đời. Các con vào đời, cha mẹ là người giới thiệu các con ấy, dạy dỗ chúng ta từng câu từng từ, báo dạy ăn dạy nói. Đấy, cha mẹ dạy con ơi, ăn thì trông nồi, ngồi thì trông hướng nhé. À, học ăn, học nói, học gói, học mở con nhé. Hồi bé sư phụ cũng thế, ở nhà cũng được cha mẹ dạy cũng nhiều. Khi nhà của sư phụ, anh cả mới cưới chị dâu về, thì chị dâu mới về nhà chồng bẽn lẽn, xấu hổ nhiều thứ lắm. Thế mà nhiệm vụ của chị thì lớn mà, cho nên cứ phải ngồi ở đầu nồi để xới cơm cho các em, cho bố mẹ. Đấy, nhà thầy thì đông anh chị em, 7-8 anh chị em, mà các em thì ăn rất nhanh và rất khỏe. Cứ đứa này ăn xong bát chìa bát ra để chị xới, thì vừa xới xong này thì đứa khác lại chìa bát ra, chị lại xới. Nghĩa là gần như chị chỉ ngồi xới cơm cho cả nhà. Đến cuối cùng ăn gần hết bữa thì chắc còn tí cháy tí chiếc thì chị vét ăn. Thế sau đó thì mẹ của sư phụ mới dạy các con ạ, các con ăn ấy thì cũng phải nhìn để cho chị dâu đó, chị cũng còn ăn với. Các con ăn cũng thong thả, nhìn chứ để cho chị ăn một miếng, hai miếng rồi mới đưa bát chứ. Các con đưa như thế thì chị làm gì còn để mà ăn. Cho nên các cụ gọi là ăn phải trông nồi. Và sau đó thì sư phụ xin là thôi, để cho sư phụ ngồi đầu nồi, ngồi đầu nồi xới cơm. Mình cũng thấy thương, vì chị dâu mới về nhà chồng, cái gì cũng ngại, cũng ngỡ ngàng. Các con ạ, và đấy, ba mẹ, cha mẹ phải dạy mình từ cái nhỏ như thế đó. Đấy, cái nhỏ mình cũng phải học cách thưa, cách gửi, đi thưa, về, chào, tất cả mọi cái. Và đấy là nghĩa của chữ dục, dạy dỗ các con, làm bạn với các con, tâm sự với các con. Bao nhiêu câu chuyện có thể các con về, nhất là con gái về thủ thỉ với mẹ, nghe không? Con trai thì ít tâm sự hơn, con gái tâm sự nhiều, về thủ thỉ với mẹ. Mẹ là người bạn của các con rất nhiều. Các con cứ chia sẻ đi, đừng nghĩ mình lớn rồi mẹ chả biết gì đâu, nghe không? Mẹ không biết dùng iPhone, iPad, mẹ chả hiểu gì cả. Mẹ cổ hủ, lạc hậu, lỗi thời rồi, không nói chuyện với mẹ nữa. Các con cứ chia sẻ, với kinh nghiệm của mẹ chắc rằng cũng cho mình được nhiều giá trị đấy, được nhiều giá trị. Đó là nghĩa của chữ dục các con ạ. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của chúng ta, và có lẽ cũng vẫn là thầy của chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Nếu các con khéo biết nhìn, khéo biết học, thì tấm gương cha mẹ luôn luôn là bài học rất quý cho chúng ta. Nhìn vào cha mẹ, ta rút ra được nhiều bài học. Đó. Cho nên cha mẹ có cái công giáo dục con cái